Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đang xem bản tin giá cả thị trường thủy sản tại khu vực miền Tây. Hôm nay mình tiếp tục làm clip cập nhật giá tôm thẻ, tôm sú oxy tại khu vực Trà Vinh, tôm thẻ kiểm kháng sinh tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu. Trước khi vào bản tin chính, quý anh chị các bạn nhớ ấn giúp mình một like và đăng ký kênh nhé. Cụ thể giá thẻ oxy tại khu vực Trà Vinh như sau: 25 con giá 175.000, 30 con giá 148.000, 40 con giá 126.000, 50 con giá 118.000, 60 con giá 110.000, 100 con giá 90.000, sú oxy 20 con giá 360.000, 30 con giá 280.000, 40 con giá 220.000, 50 con giá 165.000, 60 con giá 145.000, 70 con giá 135.000. Tại khu vực Trà Vinh, quý cô chú anh chị các bạn có thể tham khảo theo số điện thoại là 0799414474. Tiếp theo đó là giá tôm thẻ ao bạc kiểm kháng sinh tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu. Thẻ kiểm kháng sinh 20 con giá 230.000, 25 con giá 180.000, 30 con giá 146.000, 40 con giá 128.000, 50 con giá 120.000, 60 con giá 115.000, 70 con giá 110.000, 80 con giá 105.000, 100 con giá 92.000. Thì tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, quý cô chú anh chị các bạn có thể tham khảo theo số điện thoại là 0979257767. Tiếp theo đó là giá tôm thẻ, tôm sú oxy tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu. Sú oxy 20 con giá 350.000, 30 con giá 270.000, 40 con giá 210.000, 50 con giá 160.000, 60 con giá 140.000. Thẻ oxy luộc 30 con giá 157.000, 40 con giá 135.000, 50 con giá 119.000, 60 con giá 113.000, 70 con giá 109.000, 80 con giá 106.000, 100 con giá 97.000. Thì vừa rồi mình vừa cập nhật giá thẻ, giá sú oxy tại khu vực miền Tây. Quý cô chú anh chị các bạn xem đừng quên ấn like, đăng ký kênh để tiếp thêm động lực mình làm những video mới nhé. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị các bạn vào bản tin tiếp theo.